Các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay thầy lại hướng dẫn cho các em giải một đề thi giữa học kỳ 2 tham khảo cho năm học 2023 môn toán 10. Thì nội dung của đề nó sẽ bao gồm kiến thức từ hàm số bậc 2 đến vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, góc và khoảng cách này áp dụng cho chương trình kết nối tri thức và sách chương trình sáng tạo nha các em. Các em nào đang học hai sách đó thì cũng thể tham khảo với đề ôn này. Đề ôn này khá chuẩn ha. Các em tải đề với phần mô tả video của thầy nha. Rồi chúng ta cùng nhau giải đề ôn số 1. Trắc nghiệm câu số 1. Cho hàm số bậc 2 y bằng ax bình phương cộng bx cộng c với a khác 0 có đồ thị là b. Đỉnh của parabol b này được xác định bởi công thức nào? Thì hình đồ đỉnh của parabol nó là x bằng trừ b chia 2a và tung đồ đỉnh chính là trừ delta chia 4a. Các em chọn đáp án A luôn nha. Câu số 2. Đồ thị hàm số y bằng ax bình phương cộng bx cộng c, a khác 0 có hệ số là a là. Các em nhìn vào cái đồ thị này, các em thấy rằng đồ thị này có a lớn hơn 0 hay là a nhỏ hơn 0? Để biết được a lớn hơn 0 hay a nhỏ hơn 0 thì các em thấy rằng đây là hai nghiệm của nó này. Trong trái dấu với hệ số A, nghĩa là trong nó dương này, thì cái A của nó phải như thế nào? Trong khoảng hai nghiệm trái dấu với hệ số A, do trong khoảng hai nghiệm này nó dấu dương thì lúc này A nó sẽ mang dấu gì các em? Nên suy ra A nó sẽ âm nha. Cái này A sẽ âm. Đấy, A sẽ âm. Do đó A dương này, A bằng 1, A bằng 2 thì không thỏa mãn rồi. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Tại vì khi mình xét nghiệm của cái tần số bậc 2 này ra đó bằng 0 á, các em bấm ra hai nghiệm, đó là hai nghiệm chính là hai cái điểm cắt này. Thì khi mình xét dấu á, là trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu hệ số A, do đó trong khoảng hai nghiệm này fx nó sẽ là dương này các em, thì hệ số A nó phải âm nha. Câu 3. Cho parabol y bằng 3x bình phương trừ 2x cộng 1, điểm nào chính là đỉnh của parabol B? Và chúng ta xác định đỉnh của parabol bằng cách là hình đồ đỉnh chính là trừ B chia 2A nha. Đỉnh chính là hình đồ đỉnh x sẽ bằng trừ B chia 2a. Trừ b chính là trừ của trừ 2 nha, tại b là âm 2 này, thành 2. Chia 2a là 2 nhân 3 là 6, chính là bằng 1/3. Để tìm được tung đồ đỉnh á thì các em chỉ cần thay x bằng 1/3 vào đây thôi, không cần phải tính delta trên 4a đâu nha. Thì mình sẽ có là suy ra y sẽ bằng, các em thay vào đây này, bấm máy tính cũng được, 3 nhân cho x bình, nghĩa là 1/3 bình, chính là bằng 1/9, trừ 2 nhân cho 1/3 cộng 1. Và chỗ này sẽ là 1/3 mà trừ 2/3 âm 1/3. Âm 1/3 cộng 1, 1 chính là 3/3. Vậy kết quả nó sẽ bằng 2/3. Vậy là các em chọn đáp án là câu B. Câu 4. Cho hàm số y bằng ax bình phương cộng bx cộng c có đồ thị như hình dưới đây, khẳng định nào là đúng ha. Trước tiên các em thấy rằng đồ thị này nó lồi lên trong khoảng hai nghiệm đây này, trong khoảng hai nghiệm là nó sẽ là trái dấu với hệ số A, do hàm fx này nó dương dương này, các em khi em chiếu qua đây các em sẽ thấy nó dương đó này, trên nằm phía trên này, phía này dương, thì lúc này mình dẫn đến A nó sẽ âm là 1. A nó âm thì các em loại hai đáp án này. Tiếp theo các em kiểm tra B và C nha. Kiểm tra B và C bằng cách nào đây? Các em có thể dùng cái hình đồ đỉnh. Hình đồ đỉnh chính là chỗ này là x bằng trừ b chia 2a. Do cái hình đồ đỉnh này nó nằm bên bên phải trục tung nên cái hình đồ đỉnh này nó phải dương. Đó, hình đồ đỉnh nó dương. Do a nó âm này các em, a nó âm mà để cho trừ b trên a nó dương thì sao? Thì b phải như thế nào? A nó âm thì bắt buộc là để cho dương thì sinh tử nó phải dương nha. Vì này, vì chúng ta thấy rằng a nó âm thì mình suy ra là cái phần trừ b ở trên nó phải là âm luôn, để nó cùng dấu, để cho nghĩa là phần trừ b ở trên nó các em nó cũng phải âm theo. Tại vì trừ b âm trên cho a âm thì dẫn đến là nó mới thành dương. Trừ b mà âm thì dẫn đến mình suy ra b mình đảo dấu lại, mình bỏ dấu trừ đi thì đảo dấu bất công trình thành lớn hơn không lại. Vậy b nó phải lớn hơn không? B lớn hơn không thì lúc này nó sẽ lớn hơn không nha. Rồi b lớn hơn không, ở đây cũng có hai cái b lớn hơn không luôn. Vậy còn C thôi, làm sao để biết C là âm hay dương đây? Thì mình hãy nghĩ đến một công thức nào liên quan tới C.
một công thức nào liên quan tới C đây, thì theo VS á, tích hai nghiệm thì bằng C trên A đúng không em? Tổng hai nghiệm là trừ B trên A. Đây là hai nghiệm của nó là x1 và x2 này. Do đó tích hai nghiệm này các em thấy rằng nó dương không? Tại vì hai nghiệm này đều dương. Nên chúng ta có là tích hai nghiệm x1 nhân x2 này lớn hơn 0. Đấy, x1 này là phía bên này là x nó dương, thành độ điểm dương hết đúng không? Mà x thì bằng C trên A, theo VS á, x bằng C trên A. Thì lớn hơn 0. Do A nó âm rồi thì bắt buộc C nó phải là âm luôn nha. Vì A âm này, A nó âm rồi thì dẫn đến C nó phải âm luôn. Thì âm chi âm mới ra dương được đúng không? Vậy là mình chọn đáp án là C nó âm luôn nha, câu C. Cho tam thức bậc 2 AX bình phương cộng B cộng C, điều kiện nào để FX nó lớn bằng 0 với mỗi x thuộc R? Thì để cho cái tam thức bậc 2 lớn bằng 0 á, thì chắc chắn cái tam thức này phải cùng dấu với hệ số A. Cùng dấu với hệ số A. Với điều kiện delta nó phải nhỏ hơn 0. Nhưng trường hợp này có dấu bằng thì thêm bằng 0 vào. Còn cái trường hợp mà delta mà lớn hơn 0 á, thì rõ ràng nó bị đổi dấu khi đi qua các nghiệm rồi. Thì không thể nào lớn hơn bằng 0 được với mỗi x thuộc R được. Trường hợp nào mà có dấu lớn hơn 0 là nó bị đổi dấu rồi thì không đúng rồi. Vậy còn lại C và A thôi. Do hai này lớn hơn 0, A lớn không đúng này. Còn delta trong thời mà có dấu bằng thì mình thêm dấu bằng vào nha. Nha các em nha. À, vậy là các em chọn đáp án A. Còn nếu cái này không có dấu bằng thì mình chọn câu C. À. Tương tự điều kiện nào để FX nhỏ hơn 0? Đây. FX nhỏ hơn 0 cũng vậy, những cái chỗ nào delta mà lớn không thì mình loại đi. Không có dấu bằng nha. À, tại vì nó nhỏ hơn 0 rồi thì delta không có dấu bằng. Nhỏ hơn 0 là nó không bao giờ mà nó tiếp xúc với trục trục hình được, các em hiểu không? Tại vì cái parabol mà nó tiếp xúc với trục hình nó có điểm chung mất rồi. Này nhỏ hơn 0 hẳn luôn thì nó không có tiếp xúc. Ví dụ như mình có cái đồ thị như thế này nè. Đó, cái đồ thị nó dưới luôn thế này. À, nó dưới ở phía dưới luôn. À, này không thể nào bằng 0 được, tại vì nó nhỏ hơn 0 thì đồ thị nằm phía dưới luôn. Rồi. Nên á là delta chắc chắn phải âm rồi. Không có dấu bằng nha, loại. Còn hai đáp án này. Đáp án này A lớn 0 mất rồi thì FX nó lớn 0. Thì A lớn 0 thì lúc này A lớn 0 thì đồ thị nó sẽ như thế này. Nó sẽ lớn 0 nó nằm ở trên. Đồ thị này ha. À, đồ thị này A lớn 0 này. Còn cái đồ thị này A nhỏ hơn 0. Nha. Với delta luôn là âm. Trong hai trường hợp này delta luôn âm. Các em nhớ nha. Vậy là câu D, FX sẽ cùng dấu với hệ số A. Câu 7. Tương tự vẫn cho tam thức bậc 2 với delta bằng B bình trừ 4AC nhỏ hơn 0. Khi đó mình đề đúng là delta mà nhỏ hơn 0 thì dẫn đến là FX này nó sẽ cùng dấu với hệ số A. À, FX nó sẽ cùng dấu với hệ số A. Nghĩa là A dương thì nó sẽ dương, mà A âm thì nó sẽ âm. Ở đây các em thấy rằng nó không thể nào kết luận lớn không hoặc nhỏ không được, tại vì mình chưa biết A nó âm hay dương, thì mình loại hai câu A B đi. Tồn tại x để x bằng 0. Đã nói rồi delta nó âm á, delta nó âm rồi thì không bao giờ mà xảy ra x bằng 0 được. À, các em lưu ý nha. Delta nó âm thì phương trình nó vô nghiệm. Thì phương trình vô nghiệm rồi thì không có giá trị x nào thỏa mãn để cho nó bằng 0 đâu nha. Vậy là câu C không đổi dấu thôi, nghĩa là nó luôn dương hẳn hoặc là luôn âm hẳn nên nó sẽ khỏi không đổi dấu nha. Câu số 8. À, bóc phương trình nào sau đây là có tập nghiệm R? Tập nghiệm R nghĩa là nó sẽ thỏa mãn là lớn bằng 0 với mỗi thuộc R hoặc là nhỏ lớn 0. Bây giờ mình kiểm tra xem là cái gì. Trước tiên là các em kiểm tra cái delta nha. Thì mình quan sát thấy rằng với trái đều giống nhau hết rồi đúng không? Chỉ khác nhau chỗ này. À, chỗ này thôi. Bây giờ mình kiểm tra cái tam thức bậc 2 này đi. Là FX bằng trừ 3X bình phương cộng X trừ 1. Chưa? Các em thử để kiểm tra delta thôi các nào. À, delta bằng bao nhiêu? B bình nghĩa là 1, bình là 1, trừ 4AC là trừ 4 nhân cho âm 3 là A đó, nhân C là âm 1. Vậy cái này nó âm chắc rồi. Delta nó âm. Mà delta nó âm thì bắt buộc FX này nó phải cùng dấu với hệ số A nha. FX này nó cùng dấu với hệ số A.
mà nó âm rồi Fx sẽ cùng dấu với số A thì dẫn đến là nó không thể nào mà có dấu bằng được đâu nha. Đúng không em? À, nó không có dấu bằng được tại vì nó không bao giờ có nghiệm. Thì delta mà nhỏ hơn không thì vô nghiệm rồi, thì không bao giờ có trường hợp xảy ra dấu bằng. Nghĩa là không có giá trị x nào thỏa mãn mà các em thay vào đây này để nó xảy ra bằng không. Nghĩa là nó không bao giờ có nghiệm trên tập R được nha. Nên nó trường hợp delta bằng bé hơn không rồi thì dẫn đến là sẽ vô nghiệm rồi. Cái này câu này mình loại đi. À, câu này cũng vậy luôn. Còn là hai câu này thôi. Hai câu này thôi. Thì delta âm rồi, ok. Thì lúc này Fx sẽ cùng dấu với hệ số A. Hệ số A các em thấy A là âm 3 này. Nó âm này. Thì suy ra Fx là âm. À, suy ra Fx nó nhận âm. Nó âm với mỗi x thuộc R. Nha, âm với mỗi x thuộc R. Vậy là các em chọn đáp án C. Chưa? Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình này là, thì bây giờ mình bấm máy tính mình tìm hai nghiệm của cái tam thức bậc 2 này trước là mình xếp dấu là xong. Mod 5. Bất phương trình bậc phương trình bậc 2. Rồi thằng nhập hệ số x bình là 2 này trừ 7 và trừ 15. X bằng 5 và trừ 3/2. Em không cần bấm mà các em cũng nhìn được thấy những cái nghiệm nó có là liên quan tới trừ 3/2 và 5. Thì khi mình làm mình xét dấu ra, mình sắp xếp nghiệm nhỏ trước là một nghiệm là trừ 3/2 và một nghiệm là 5. Mình xét dấu là của tam thức bậc 2 này trong trái ngồi cùng A là bằng 2, trong trái là trong sẽ là trừ, trái dấu của hệ số A đó, hệ số A là dương thì trái là trừ ngồi cùng. Do mình lấy dấu lớn hơn bằng thì mình sẽ bỏ dấu nhỏ. Nên cái x này nó phải là, nó sẽ nằm trong khoảng là từ vô cùng đến là trừ 3/2 và từ 5 đến cộng vô cùng. Có dấu bằng nha, ở đây có dấu bằng. Trừ vô cùng đến trừ 3/2 này, hợp với 5 đến cộng vô cùng này. Chưa? Này đúng này. Câu 10. Tương tự tập nghiệm bất phương trình này, thì mình cũng bấm ra hai nghiệm ha. Bấm ra hai nghiệm. Hệ số x bình là trừ 1 này. Hệ số x là 6 này. Hệ số tự do là 7 này. Các em bấm ra được 7 và trừ 1. 7 và trừ 1 thì mình sẽ vẽ cái trục ra. Trục số là 7 và trừ 1 nha. Trừ 1 trước và 7 sau. Hai nghiệm của tam thức. Trường hợp này A nó âm. Này. A bằng âm 1 âm này. Trong trái. Âm thì trong trái là trong cộng ngoài trừ. Dấu lớn thì lấy bên trong bỏ bên ngoài. Vậy x nó nằm trong khoảng này. X lớn trừ 1 và nhỏ bằng 7 nha. Nghĩa là cái đoạn từ âm 1 đến 7 ha, câu B. 11. Cho phương trình này có nghiệm khi và chỉ khi có nghiệm nha. Có nghiệm thì có thể là nó có một nghiệm hoặc là hai nghiệm. Tại phương trình bậc 2 tối đa là hai nghiệm. Hoặc là có nghiệm là có thể 1 hoặc 2 thì dấu bằng nữa nha. Delta lớn bằng 0. Delta thì bằng B bình trừ 4AC. Lớn bằng 0 thì có nghiệm. Chờ các em. Rồi. Câu 12, điều kiện xác định của phương trình này là gì? Một cái phương trình căn bậc 2 số học căn bậc 2 của biểu thức á thì nó phải lớn bằng 0. Nghĩa là bên cái vế bên này nó phải lớn bằng 0 thì bắt buộc á bên này nó phải lớn bằng 0 thì nó mới bằng nhau được. Thì cái điều kiện xác định của cái này là các em chỉ cần viết x trừ 4 lớn bằng 0 thôi. X trừ 4 lớn bằng 0. Thì dẫn đến là x sẽ lớn bằng 4. À, có đáp án này. Nha. Nghĩa là thông thường chúng ta hay giải là chúng ta phải xét điều kiện có nghĩa của cái căn thức này này. Nghĩa là 2x cộng 4, 2x cộng 7 phải lớn bằng 0. Thì các em chỉ giải ra được x sẽ lớn hơn bằng trừ 7/2. Nhưng mà x lớn bằng trừ 7/2 là nó sẽ không thỏa trường hợp là, nhưng mà các em phải kèm theo điều kiện là cái này phải lớn bằng 0 nữa. Tại vì x lớn trừ 7/2 thì rõ ràng mình khi mình tính ra nó ra giá trị dương, ok. Nhưng mà trường hợp này nó sẽ có một số nghiệm nó âm. Do đó mình phải đặt điều kiện cho cái B lớn bằng 0. Sau đó mình giao nghiệm lại. X lớn bằng 4 và x lớn bằng trừ 7/2 mình giao nghiệm lại thì ra x lớn bằng 4. Nha. Chính là điều kiện xác định. Nghiệm của phương trình này là, thì bài này mình có thể bình phương hai vế lên. Rồi mình thử lại nghiệm. Nha.
bình bình phương hai vế lên thì hai vế sẽ mất căn. Này sẽ là 8 trừ x bình phương bỏ căn đi. Bên này sẽ bỏ căn luôn, còn x cộng 2 là bình phương hai vế, phương trình tương đương nha, phương trình tương đương. Sau đó mình giải phương trình này ra. À, trừ x bình phương. Chỗ này x chuyển qua thành trừ x. 2 chuyển qua thành trừ 2, 8 trừ 2 được 6. Còn 0. Đến đây các em bấm máy tính ra, các em giải hàng kim này ra. Trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 và 6. Nghĩa bằng 2, nghĩa bằng trừ 3. Nghĩa bằng 2 và trừ 3. À, đừng có vội mà mình lấy đáp án này nha, để mình kiểm tra, mình phải thử lại nữa các em. Nếu mà nghiệm bằng 2 vào đây á thì bên phía này nó dương, hợp lý. Đây này 4, 8 được 4 dương. Cái này nghiệm bằng 2 vào đây thì là 4, đúng ha, vậy là dương, đúng. Hai bên là nó bằng 2 hết, đúng. Nhưng mà trừ 3 vào đây á thì chỗ này sẽ là gì? Trừ 3 vào đây. 8 mà trừ cho 9 là âm mất rồi, cái này không xác định rồi. Do đó là khi mình giải bài này á, mình phải đặt điều kiện cho hai cái căn này có nghĩa. Nhưng mà do mình không có kiểm tra điều kiện, mình không có giải điều kiện, mình bình phương xong, mình giải nghiệm xong, mình phải thử lại. Thay vì mình giải điều kiện thì mình thử lại. Thì chỉ có cái này phù hợp thôi, cái này loại nè. Nha, và x bằng 2 thôi các em. Tiếp theo 14. Nghiệm có phương trình này thuộc khoảng nào? À, mình giải nghiệm ra, kiểm tra nó thuộc khoảng nào. Đầu tiên cái điều kiện xác định là x trừ 4 phải lớn bằng 0. Nghĩa là x phải lớn bằng 4 cái đã. X lớn bằng 4 thì không thể nào nghiệm trong khoảng này được. Đúng không? X bằng 4 bỏ luôn. Còn lại là bỏ luôn. Vậy là nó thuộc trong khoảng từ 6 đến 8 thôi. Không thể nào mà 8, 10 được. X lớn bằng 4 vẫn có nằm trong khoảng 8, 10 đúng rồi. Nên giải lại chứ. Vậy này phải giải nữa. Hai câu này. Rồi mình bình phương hai vế lên. Là 2X. Bên này bình phương nó mất căn. Bên đây bình phương lên là mình tạo hàm đẳng thức. Là X bình trừ cho 8X. Cộng cho 4 bình là 16. Bằng x bình, bên này chuyển bớt hết đây luôn nha, 2x chuyển qua trừ 2x thành trừ 10x, 7 chuyển qua trừ 7, 16 trừ 7 còn 9, bằng 0, x bình trừ 10x cộng 9 bằng 0, vậy là mình nhắm nghiệm mình thấy rằng đây là a cộng b cộng c bằng 0, a cộng b cộng c bằng 0, nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng c trên a là 9, vậy nó thuộc câu này, nha. Còn cái này điều kiện x lớn bằng 4 là cái điều kiện xác định để mình lấy cái nghiệm thôi. Trường hợp mình loại đi. Rồi, câu 15. Câu 15. À, tất cả nghiệm của cái phương trình này. Rõ ràng nếu cái phương trình này mà các em bình phương hai vế lên á, thì nó chỗ này nó xuất hiện x mũ 4, thì nó phức tạp. Do đó các em nhìn vào phía ngoài căn và phía trong căn này. Chúng ta thấy rằng mình trong căn x bình trừ 6x cộng 6. Bên này nó giống x bình trừ 6x rồi, thì tách ra chỗ này thành 6 cộng 3, à, tách chỗ này 6 cộng 3 này. Chính là 6 cộng 3 để mình đặt t bằng cái căn này nè. Đặt t nó bằng cái căn là x bình phương trừ 6x cộng 6. Thì cái phương trình này nó trở thành là gì? Chỗ này khi mình bình phương lên á, t bình phương nó bằng x bình, dẫn đến là t bình phương nó bằng x bình trừ 6x cộng 6. Do đó chỗ này mình tách ra thành t bình cộng 3 nha. Tại vì 9 này tách ra thành 6 cộng 3 rồi, nó thành t bình cộng 3. T bình cộng 3 bằng 4t. Em chuyển vế qua các em giải t ra. Thành là t bình trừ 4t cộng 3 bằng 0. Cái phương trình này nó có hai nghiệm, mình nhẩm nghiệm ra thì mình có hai nghiệm a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng c trên a. À, hai nghiệm này đều nhận hết luôn ha. Tại vì điều kiện t phải lớn bằng 0, khi mình đặt t bằng cái này, t phải lớn bằng 0 nhận hết. Rồi đến đây mình giải từng trường hợp ra. Trường hợp đầu tiên thì giải ra là bằng 1 trước đây thì mình bình phương lên luôn. Nó bằng t. Giờ mình bình phương lên thì lúc này mình sẽ có là x bình trừ 6x cộng 6 nó bằng 1, đúng không? Tại vì 1 bình là 1. Hoặc là x bình trừ 6x cộng 6 nó bằng 3 bình nữa là 9.
em tương đương giải ra là x bình trừ 6x cộng 5 bằng 0 và x bình trừ 6x trừ 3 bằng 0. Chỗ này nhóm nghiệm a cộng b cộng c bằng 0 này thì mình có được một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 5. Đó. A cộng b cộng c bằng 0 bằng 1, nghiệm bằng 5. Ở đây mình bấm hai nghiệm ra coi. 1. Trừ 6 trừ 3. 3 cộng 2. 3 cộng 2 căn 3. Và 3 trừ 2 căn 3. Vậy có tất cả là 4 nghiệm hết các em nha. 4 nghiệm hết. Nhưng mà lưu ý mình có phải là 4 nghiệm hết hay không? Mà mình đặt cái này T dương rồi. Mà T dương là mình nhận cái T. Khi mình giải x ra mình phải kiểm tra cái x với điều kiện có nghĩa của cái này phải lớn bằng 0. Nghĩa là cái này nè. X bình trừ 6x cộng 6 phải lớn bằng 0. Các em kiểm tra xem á, là khi mình xét dấu tam thức bậc 2 này ra. Mình bấm nó có hai nghiệm nha. X bằng các em xét dấu tam thức bậc 2 này nha. 1 trừ 6 6, 1 trừ 6 6. Nên ra là 3 cộng căn 3 hoặc 3 trừ căn 3. Phía này là 3 trừ căn 3. Đây là 3 cộng căn 3. Rồi cái x này trong trái ngoài cùng nha, trong trái hay trong trừ ngoài cộng. Lớn bằng 0 thì mình bỏ bên trong. Thì mình kiểm tra xem 3 cộng căn 3 là bao nhiêu. 3 cộng cho 1.7 thì khoảng 4.7. Chỗ này 3 mà trừ 1.7 còn lại bao nhiêu? Khoảng 1.3. 3 mà trừ cho 1.7 thì còn lại 1.3 đi. Mà nghiệm của mình á, nó phải nằm trong đây thôi nha. Đây đây thôi. 1. 1 là ok này, nhận này. 1 nó dưới 1.3 đúng này. 5. 5 lớn hơn nhận này. 3 cộng 2 căn 3. 3 cộng 2 căn 3 phải nằm trên đây luôn đúng này. 3 trừ 2 căn 3 nằm luôn đúng luôn. Đây là thỏa mãn hết nha. Vậy về sau này các em thấy rằng các em hãy tự tin khi mình đặt. Rồi mình không cần phải kiểm tra cái điều kiện trong căn nữa. Mình nhận luôn ha. Vậy là câu A. 4 nghiệm đó luôn. Vector nào sau đây là vector pháp tuyến của đường thẳng AB. Thì đường thẳng AB, đường thẳng đi qua hai điểm AB á. Thì vector AB chính là vector chỉ phương. Vector chỉ phương là vector nó có phương song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Vậy là chúng ta có vector AB luôn, tính vector AB là vector chỉ phương đi. Lấy tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A nha. 1 trừ cho trừ 3 thành 4. 4 trừ 2 được 2. Từ đó các em suy ra vector pháp tuyến nó vuông góc lại thì mình đảo tọa độ lại. Đảo 2, 4. Mình thêm dấu trừ vào đây hoặc là thêm dấu trừ phía sau cũng được. Hoặc bằng là 2 trừ 4. Hai vector này đều cùng phương với nhau. Nó đều cùng phương với nhau thôi các em. Vậy là mình chọn đáp án là ở đây nó không có 24, nó đặt số 2 ra chung luôn. Nghĩa là đặt cái số 2 ra chung. Thì còn lại là trừ 1, 2. Trừ 1, 2, câu câu A. Câu số 18. Đường thẳng D đi qua hai điểm AB có phương trình tham số. Thì phương trình tham số là chọn một điểm đi qua và một vector chỉ phương. Ở đây các em thấy rằng nó không có lấy điểm đi qua ở đây, tại vì nó qua là hai điểm AB, nó không có lấy bền, nó không có lấy luôn, không có lấy. Bây giờ mình kiểm tra vector chỉ phương coi. Vector AB 2 trừ 1 được 1, 1. Vậy mình loại vector chỉ phương này nè, loại luôn, loại luôn. Vậy câu D luôn. Vậy bài này mình chỉ kiểm tra vector chỉ phương thôi, nó không cần phải kiểm tra điểm đi qua nha, nó cũng còn dễ đấy. Câu 19. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm AB này. Phương trình tổng quát thì em chỉ cần tìm vector pháp tuyến và biết điểm đi qua là có rồi này. Tính vector pháp tuyến bằng cách là mình tính vector AB trước đi. Sau đó mình suy ra vector chỉ phương. Từ vector chỉ phương suy ra vector pháp tuyến nhé. Vector AB là vector chỉ phương này.
1 trừ 3 là âm 2. Trừ 7 mà trừ cho trừ 7 thành cộng 7 thành 0. Đó. Vậy là suy ra được cái vector phát tuyến. Các em đảo tọa độ lại nha. 0 trừ 2. Thì trừ vào đây thì thành 0 cộng 2. Được chưa? Lúc này phương trình nó sẽ có dạng như sau. 0 nhân x trừ x0 điểm đi qua là 3 đi. Thì lấy điểm A điểm đi qua nha. Cộng cho 2 là B nhân y trừ y0 là trừ cho trừ 7 thành cộng 7 bằng 0. À, phương trình tiếp tiến nó có dạng A nhân x trừ x0 cộng cho B nhân y trừ y0. x0 chính là điểm đi qua. Còn A và B là hành độ và tung độ với tốc tuyến. Mình bỏ cái này luôn đi. Này bằng 0 hết rồi. Là 2y cộng 14 bằng 0. Chia 2 vế cho 2 thì được y cộng 7 bằng 0. Đây chính là phương trình tổng quát của B. Câu 20. Góc giữa hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau được quy ước là góc nào? Thì các em biết rằng góc giữa hai đường thẳng được quy ước là góc đó phải là song song hoặc trùng nhau. Thì khả năng là 0 độ hoặc 180. Tại vì hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau thì khả năng là hai đường thẳng đó là nó có góc là hợp nhau là 0 độ hoặc là góc hợp nhau là 180. Nhưng mà quy ước góc giữa hai đường thẳng là phải là góc nhọn. Nghĩa là góc phải lớn hơn 0, lớn bằng 0 độ và nhỏ hơn bằng 90 độ chứ không được góc tù. Đó là quy ước về góc của hai đường thẳng. Còn góc giữa hai vectơ thì có thể góc tù, nhưng mà góc giữa hai đường thẳng là quy ước phải là góc như thế này. Vậy là các em chọn đáp án là 0 độ thôi. Không có thể nào chọn 180 được. Câu 21. Góc giữa hai đường thẳng được xác định thông qua công thức nào? Thì muốn tính được á, thì mình đầu tiên mình xác định hai vectơ phát tuyến. Phát tuyến của delta 1 là mình có n1 thì nó là a1 nhỏ và b1 nhỏ. Phát tuyến của delta 2 là n2 là a2 nhỏ và b2 nhỏ. Muốn tính được cái góc giữa hai vectơ á, thì các em áp dụng công thức là góc giữa hai đường thẳng chứ chính là bằng cosin của hai vectơ này. Nhưng mà phải tính lấy độ lớn nha, lấy chỉ đối vào. Tại vì á, góc giữa hai đường thẳng được quy ước là góc gì các em? Là góc nhọn, nên cos này phải dương. Nên nó bài nào mà không có tuyệt đối là sai nha. Dấu trừ là sai này. Rồi đến đây các em áp dụng tích vô hướng. Cos alpha bằng tích vô hướng chỉ tích độ dài. Nhắc lại công thức nha. Cos alpha bằng tích vô hướng là n1 nhân n2 là tích vô hướng hai vectơ chia cho độ dài vectơ hợp tuyến n1 nhân cho độ dài vectơ hợp tuyến n2. Tích vô hướng thì lấy hành nhân hành cộng tung nhân tung. A1, A2, B1, B2 đúng hết rồi. A1, A2. Vậy câu này sai luôn. Độ dài vectơ hợp tuyến chính là căn bậc 2 của hành độ bình cộng tung độ bình. Hành độ bình, tung độ bình. Này, hành sai rồi này. Câu A. Câu 22. Với giá trị của M thì hai đường thẳng D1, D2 vuông góc. Hai đường thẳng vuông góc với nhau. Bây giờ mình sẽ phát họa sơ hai cái đường thẳng này. Giả sử D1 thì mình vẽ như thế này đi. Thì D2 mình vẽ nó vuông góc là được. Mình cứ giả sử mình vẽ đi, mình dễ làm đó. Rồi. Đề bài cho cái D1 là vectơ hợp tuyến. À, cho vectơ tuyến là tại vì nó viết phần tổng quát. Vectơ tuyến nó là tọa độ là 2 trừ 3. Còn cái này là phương trình tham số là cho vectơ chỉ phương. Vectơ chỉ phương của nó là bao nhiêu? Là trừ 3. Chính là hệ số của T của X á. Và hệ số T ở dưới là trừ 4M. Đến đây để hai đường thẳng vuông góc á thì hai vectơ nhân lại phải bằng hai đường thẳng vuông góc. Thì bây giờ tích vô hướng các em phải lấy vectơ phát tuyến của đường thẳng D1 mình nhân cho vectơ phát tuyến đường thẳng D2 nó bằng 0. Nhưng mà do D2 nó không cho vectơ tuyến thì mình phải đảo thành vectơ tuyến, hoặc ngược lại D1 mình chỉ vectơ tuyến D1 mình chuyển thành vectơ chỉ phương cũng được, để sao cho hai vectơ này nó phải vuông góc. Do đó thì chuyển thành vectơ phát tuyến đúng với D2 thì chuyển thành vectơ tuyến để cho cái vectơ này đảo tọa độ lại nha, là trừ 4m trừ 3. Sau đó mình thêm một dấu trừ vào trong 1 trong 2 thì thêm dấu trừ vào thành dấu cộng. Đó, vậy là thầy có được cái vectơ này nè. Và vectơ này đem vuông góc. Thì đó mình lấy tích vô hướng bằng 0. Tại vì hai vectơ vuông góc thì tích vô hướng bằng 0. Do đó mình sẽ lấy hành nhân hành cộng tung nhân tung. Hành là 4m nhân hành dưới đây là 2 cộng tung nhân tung là trừ 3 nhân cho trừ 3 thành 9 và bằng 0, tích vô hướng bằng 0. 8m cộng 9 bằng 0, đá 9 và thành trừ 9.
M sẽ bằng trừ 9 phần 8 ha. Câu C 23. Với giá trị nào của M thì hai đường thẳng này song song. Thì bây giờ mình cũng tương tự bài trên, cũng tương tự bài trên. Các em vẽ sơ ra đường thẳng D1. Đề bài D1 cho tham số, nghĩa là cho vectơ chỉ phương của nó là, các em chú ý cho hệ số chỗ này là trừ M cộng 1. Phá dấu luôn đi, trừ M trừ 1 chính là hành độ. Tung độ là hệ số của T với đây là 1. Đọc song song với đường thẳng D2. D2 lại cho gì các em? D2 là cho tổng quét. Nên mình có được vectơ gì? D1 là cho chỉ phương chứ. Thầy nhầm là D1 cho vectơ chỉ phương. Vẽ sơ sơ để mình dễ phát họ rồi. Còn D2 cho vectơ tiến, tại vì cho tổng quét. Vậy là mình có hai vectơ này vuông góc rồi nè. Đây là M2. Do đó hai đường thẳng song song thì vectơ chỉ phương của này nhân vectơ tiến của này phải bằng 0. Tại vì hai vectơ này vuông góc. Thẳng đi lên, thẳng đi ngang, vuông góc. Do đó mình sẽ có là tích vuông bằng 0, lấy này nhân này cộng này nhân này nha. Là lấy M nhân cho trừ M trừ 1 cộng 2 nhân 1 là 2 phải bằng 0. Nhân luôn trừ M bình trừ M cộng 2 bằng 0. Tương đương. Nên nhẩm nghiệm A cộng B cộng C bằng 0. A bằng trừ 1, B bằng trừ 1, C bằng 2 cộng là bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 thì theo nhẩm nghiệm á, thì mình cộng nghiệm bằng 1. Nghiệm thứ hai là C trên A. C là 2, A là trừ 1 là trừ 2. Vậy nó có hai nghiệm 1 và trừ 2. M nó bằng 1 và trừ 2. Các em chọn đáp án A. Còn em không nhớ mà cách nhẩm nghiệm thì bấm máy tính đây nha. A cộng B cộng C bằng 0 thì nghiệm bằng 1, nghiệm bằng C trên A. Còn nếu A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng trừ 1, một nghiệm bằng trừ C trên A. Nó ngược dấu lại thôi. Rồi câu 24. Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng đến đường thẳng delta. Muốn tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, các em phải tìm được cái điểm đó đi. Điểm này chính là giao điểm của hai đường thẳng này. Mà giao điểm của đường hai đường thẳng này chính là nghiệm của hệ phương trình. Vậy mình sẽ giải cái hệ phương trình này nha. Mình sẽ tìm được giao điểm, là giao điểm A đi. XY là nghiệm của cái hệ phương trình này. X trừ 3Y cộng 4 bằng 0 chuyển qua thành trừ 4. 2x cộng 3y trừ 1 bằng 0 chuyển qua bằng 1. Đến đây các em nhập máy tính và mình bấm máy tính mình giải thôi. 1. Hệ số x đây là 1. Hệ số y này là trừ 3. Hệ số tự do trừ 4. 2. Rồi. Vậy mình sẽ có điểm A sẽ là x là trừ 1. Y là 1. Có được điểm A rồi thì các em tính khoảng cách. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng delta. Muốn tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng á, thì mình lấy chỉ đối. Các em thay hành độ và tung độ của điểm A này vào trong cái vết trái. Đó là quy tắc nha. Công thức đó các em. A nhân x0 cộng B nhân y0 cộng C. Là A nhân cái trừ 3 nhân trừ 1 thành trừ 3. Chà, cộng y. Nghĩa là cộng cho y là chính là số 1. Y là 1. Y nè. X nè. Rồi cộng 4. Sau đó chia căn bậc 2 của độ dài vectơ tiến. Vectơ tiến của đường thẳng delta là 3, 1. Hành độ chính là hệ số x. Tung độ chính là hệ số y. Vậy mình sẽ có là, mà độ dài vectơ tiến chính là hành độ bình. Căn bậc 2 hành độ bình cộng tung độ bình. A bình. Cho nên mình tính ra là 5 trừ 3 được 2. Dưới là 9 với 1 là 10. 2 phần căn 10. Bây giờ không thấy căn 10 phía dưới là trục căn thức luôn. Nhân căn 10 vào thì thành 2 căn 10 trên 10. 2 phần 10 rút gọn thì còn lại là căn 10 trên 5. Không có đáp án căn 10 với mẫu là trục căn thức nha. Bằng cách là nhân căn 10 ở dưới, nhân căn 10 ở trên. Câu 25. Trong một phẳng OSI cho đường thẳng D và điểm A, viết phương trình đường thẳng D phẩy đi qua A và cách B. Đường thẳng D phải đi qua A. Đường thẳng D phải này. Với đại đi qua A này.
và cái đường thẳng viết phương trình đường thẳng D phải đi qua A và đường thẳng này cách B 5 3 đơn vị, cách điểm B là 2 5 khoảng cách là hai đơn vị góc này là 3 đơn vị. Còn cái đường thẳng D này không có liên quan tới bài này hết nha. Hình như câu này nó có hai ý A và B là tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D đó. À, ý thứ hai là viết phương trình D phải đi qua A cách B đồng 3. Nên câu này mình không có dùng cái giả thiết này. Bây giờ làm sao để mình giải được cái đường thẳng D đây? Thì mình định dạng cái đường thẳng D ra. Đường thẳng D nó có dạng y bằng AX cộng B đi. Hoặc các em có thể chuyển về tổng quát các em biết cũng được. Vấn đề mình xác định AB. Nghĩa là các em tìm A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu là xong. Là mình xác định được. Đầu tiên là đường thẳng D đi qua A. Yeah, D đi qua A. Nghĩa là A nó thuộc D. A thuộc D. Thì bây giờ mình sẽ gọi như thế nào đây? Do điểm A mình có tọa độ rồi, mình thay vào đây mình sẽ có một cái mối liên hệ giữa A và B. Thêm vào nha, y bằng 3 vào đây. Bằng A nhân x là A nhân trừ 1. Này x này, này y này. Mình trừ A cộng B. Ở đây thì dễ dàng tìm được B bằng trừ A đá vào đây thì là cộng A và 3 cộng A. Đó, mình có một cái phương trình mối liên hệ giữa A và B. Bây giờ mình phải tìm một cái phương trình cũng có mối liên hệ giữa A và B nữa thì mình mới giải được. Chỉ là cái điều kiện còn lại là khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng này. Điều kiện thứ hai là khoảng cách từ B đến đường thẳng D. Các em thay cái tọa độ điểm B vào trong cái đường thẳng này. Mình để thay vào mình nên chuyển nó về giống công thức là AX trừ Y, Y chuyển sang trừ Y cộng B bằng 0. Đây chính là phương trình dạng tổng quát. Mình chuyển nó về lại cho nó giống dạng tổng quát. Chuyển y vào đây thành trừ y thôi. Bây giờ mình thay vào thôi, thay tọa độ điểm B vào đây. Chỉ đố nha. A nhân x, x là a, x bằng 2, y bằng 5 nha. Cái này sẽ là 2a. Trừ y chính là trừ 5. Cộng B, xong. Xin cho độ dài vector tuyến nha. Vector tuyến là a, chỗ này là vector tuyến nè. Là hệ số x là a, hệ số y trừ 1. Thay vào đây là căn bậc 2 của hành độ bình. Tổng tung độ bình là trừ 1 bình hoặc 1 bình luôn là 1 luôn. Đấy, bằng 3. Đến đây thầy thay cái b bằng 3 cộng a vào đây thì tương đương. B bằng a, 3 cộng a chỗ này sẽ là 2a trừ 5. Cộng b lúc này mình sẽ thay thành 3 cộng a. À, chữ b mình thay thành 3 cộng a. Chia cho cái căn này bằng 3. Chờ. Rồi mình rút gọn bên trong thì đối đây. 2A cộng A là 3A. Trừ 5 cộng 3 chính là trừ 2. Bằng. Nhân chéo ra đây là 3 lần căn. 2 bình cộng 1. Do hai vế đều dương hết rồi. Trong căn cũng lớn bằng 0 rồi. Lớn 0 mất hẳn rồi. Xác định rồi. Vậy mình bình phương hai vế luôn. Cái này bình phương sẽ mất. Là thành 9A bình, hàm đẳng thức luôn nha. Trừ cho 2AB là 6A12 cộng 4, chính là mình bình phương cái vế này nha. Bên này bình phương lên, 3 bình là 9, căn bình mất căn. Phá ngon luôn là 9A bình cộng 9. Để chuyển qua đây 9A bình khử đi. Bên này sẽ còn trừ 12A cộng 4, chuyển cộng 9 qua thành trừ 9 luôn, hoặc bằng 9 đi. Tương đương trừ 12A bằng 9 chuyển qua bằng 5. A bằng trừ 5 phần 12. Đấy. Vậy A bằng trừ 5 phần 12. Có A rồi đó. Bây giờ mình tìm B thôi. B thay vào đây nè. Bằng 3 trừ 5 phần 12. 12 nhân cho 3 là 36. 36 trừ cho 5. Là 31 phần 12 chính là B. Vậy cái đường thẳng cần xác định chính là Y bằng. Đáp án nó viết dạng tổng quát thì thầy sẽ viết bằng dạng tổng quát luôn đi. Đây, AX
A chính là trừ 5 phần 12x trừ y cộng b. Cộng b chính là cộng 31 phần 12 bằng 0. Đây mình ráp vào chỗ này này. A chính là vừa giải xong á. B chính là 31 phần 12 chỗ này này. Là chỗ này. Nhân 12 với cho 12 chỗ này sẽ là trừ 5x trừ 12y cộng 31 bằng 0. Rồi. So sánh nha. Năm. Đây. Đáng này, em thấy là có câu A luôn nha. Rồi vào phần tự luận câu số 1. Xác định tất cả các giá trị M để cái phương trình này cắt cái parabola B tại hai điểm phân biệt. Bây giờ mình có cái parabola mà cái đường thẳng nó cắt parabola tại hai điểm phân biệt á, thì mình phải tìm hai cái điểm này. Thì nó là nghiệm của cái phương trình bậc 2, chính là phương trình hành độ giao điểm, nghĩa là hai cái tung độ bằng nhau. Tại vì nó sẽ cùng cắt nhau thì nó sẽ cùng cái điểm này, nó sẽ thuộc cái đường thẳng và thuộc parabola luôn, nó sẽ cùng tung độ. Vì mình chỉ còn giải phương trình hành độ giao điểm, nghĩa là hai cái vế này bằng nhau thôi. Thì mình xét cái phương trình hành độ giao điểm nha. Chúng ta có là phương trình hành độ giao điểm là thầy biết cái vế này x bình cộng m trừ 1 x trừ m chính là đây, bằng x cộng 1 tương đương. Đây là phương trình độ điểm của parabola B và đường thẳng D nha, được thêm vào nha. Thì mình sẽ có là x bình, chỗ này là m trừ 1 x, bên đây có x nữa chuyển qua thành m trừ 2 x, hiểu không? X này cũng chuyển qua thành trừ x nữa, nên m trừ 1 x mà trừ thêm x nữa thì m trừ 2 x, hiểu không? Về m x này trừ x thêm trừ x trừ 2 x thì mình đặt m trừ 2 ra ngoài x, rồi trừ m cộng 1 chuyển qua thành trừ 1 bằng 0. Mình biết để mình sắp xếp nó về tam thức bậc 2 đó. Rồi vậy là mình đã có được cái này rồi. Vậy để B mà cắt D tại hai điểm phân biệt á, B mà cắt D tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi delta của cái phương trình 1 này này, phương trình 1 đi, phải lớn hơn 0 luôn nha. Hai điểm phân biệt phải lớn 0 luôn. Rồi từ đó các em sẽ tính delta thôi. Tương đương delta chính là B bình là M trừ 2 bình trừ 4AC là 4 nhân cho 1 chỗ này hỏi nhau, nhân C chỗ này chính là trừ M trừ 1 lớn hơn 0. Nhân chỗ này ra là M bình trừ 4M cộng 4 cộng 4M cộng 4 lớn hơn 0. M bình này khử cái này cộng 8 lớn hơn 0 với mọi m. Vậy là hai đường thẳng này cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m, tại vì m bình cộng 8 lớn hơn 0 rồi với mọi m rồi. Vậy mình kết luận thôi. Vậy với mọi m thì B cắt D tại hai điểm phân biệt. Chưa? Tiếp theo các em giải bất phương trình sau. Thoạt nhìn vào mình không biết giải sao, nhưng mà các em nhân ra nó trở thành một cái bất phương trình bậc 2. Mình nhân ra nha, x bình cộng 5x, bất phương trình này tương đương nha, nhỏ bằng 2x bình cộng 4, chuyển qua đây đi ha, còn trừ x bình cộng 5x trừ 4. Rồi các em xét dấu giải hai nghiệm ra. Nếu đi mình trình bày thì mình muốn biết thêm là xét cái phương trình x bình cộng 5x trừ 4 bằng 0 thì mình sẽ có hai nghiệm x bằng a cộng b cộng c bằng 0 gồm 1 nghiệm bằng c trên a 4. Bây giờ mình sẽ dấu tâm thức này, x 1 là 1 4
Đây là tam thức là chữ x bình phương cộng 5x thì 4, trong trái là trong cộng ngoại trừ. Từ đó từ 1, từ đó 1 mình suy ra. À, từ 1 mình sẽ suy ra được tương đương sẽ là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Y nhỏ nhàng lấy bên ngoài. Câu số 3. Giải phương trình sau. Phương trình này có dạng căn A bằng B, các em đặt điều kiện nha. Phương trình đã cho tương đương. Để không thử lại mình đặt cái điều kiện là x trừ 2 có bằng 0. Sau đó bình phương 2 vế lên. Phía này mất căn. Bên này bình phương lên là x bình trừ 2ab là trừ 4x cộng 2 bình là 4. Cái bình phương được cái này là hàng đẳng thức nha các em. Tương đương x lớn bằng 2. Chỗ này chuyển quế vào thành 3x trừ x bình còn 2x bình. Chuyển trừ 4x thành cộng 5x, trừ 9 cộng 5 thì còn lại trừ 9 cộng 4 thì trừ 5x. 4 chuyển qua thành trừ 4, 1 trừ 4 là thành trừ 3. Chỗ này là hiện xấu rồi, giải ra. Chỗ này là 2 trừ 5 3 x trừ 1 bằng 2. Chỗ này là x bằng 3. Chỗ này lỗi nha. Vậy mình sẽ kết luận là x bằng 2. Câu số 4. Cho đường thẳng delta có phương trình như thế này là dạng tham số. Em viết phương trình tổng quát của delta. Mình muốn viết phương trình tổng quát mình phải tìm một điểm đi qua và một vector phát tuyến. Ở đây các em có thể khử t để mình tìm cũng được, nhiều cách làm lắm. Giờ thầy sẽ làm theo kiểu điểm đi qua nha. À, delta có phương trình tham số này, phương trình tham số delta, phương trình delta đi qua điểm này, đi qua điểm là 1 trừ 3 nha, có vector chỉ phương, vector chỉ phương u đi bằng 2 trừ 1. Vector chỉ phương là đây, hệ số t ở chỗ x này, số t của y này. À, chỉ phương. À. Có vector chỉ phương là u thì vector hợp tuyến n sẽ là, thì đảo lại nha, 1 2, mình đảo lại trừ 1 2, sau đó mình thêm cái trừ vào. À, cách đổi chuyển qua lại thì các em phải nhớ nha, đảo tọa độ xong thêm một dấu trừ vào trong, chỗ nào cũng được, x cũng được, y cũng được. Rồi 1 2. A là 1 nhân x trừ x0 là trừ 1. Cộng B là 2 nhân y trừ y0 chính là trừ cho trừ 3 chứ này. Cộng 3 bằng 0. À, tương đương x cộng 2y. X cộng 2y. Cái này trừ 1, cái này trừ cộng 6 nữa. Thành cộng 5. Đấy. Câu B. Cho đường thẳng D1 và D2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua giao điểm của D1 và D2, đồng thời vuông góc với delta. Delta ở trên này này. Câu này mình giải sai tất nhiên là mình sẽ sai câu dưới luôn. Để cho chắc thì mình thử kiểm tra chỗ này, mình rút t chỗ này thử coi. Rút t mình thay lên trên. T ra sẽ bằng là trừ 3 trừ y nha. Rút t và chuyển qua đây là trừ t thành cộng t là y chuyển qua thành trừ y. Trừ 3 trừ y mình thay vào đây x này bằng 1. Mình phải làm chắc nha, cộng 2 nhân t. T chính là trừ 3 trừ y. Để em nhân phá ngoặc ra thôi. Cái này x bằng 1 trừ 6 trừ 2y. Bây giờ thầy chuyển hết cái này qua bên này. Trừ 2y qua đây thành 2y. Cộng x 1 trừ 6 là trừ 5, chuyển qua thành cộng 5. Vậy là x cộng 2y cộng 5 bằng 0, đúng rồi. Rồi đó, đây là một cách giải để mình tìm tổng quát. Rồi sau khi có đúng rồi đó, mình qua câu B nha. Cái phương trình đường thẳng này thì để là dễ làm á, thì các em có hình dung nó đi qua giao điểm thì mình phải tìm giao điểm chính là nghiệm của hệ phương trình này và vuông góc với delta. Đây đường thẳng đi qua giao điểm này của hai đường thẳng khác nhau này,
Anh tìm cho điểm M đi của D1 và D2 này. Và vuông góc với delta. Delta mình đã có vectơ tiến rồi. Hay là mình có vectơ chữ phương đó luôn này. Lấy vectơ chữ phương luôn. Để làm vectơ tiến của D mình cần xác định. Nên vectơ chữ phương của nó là bao nhiêu? 2 trừ 1. Chưa? Vậy là cái đường thẳng D này đi qua giao điểm, mình phải tìm giao điểm của D1 và D2 trước nha. Và M là giao điểm của D1, D2. Rồi M có tọa độ XY là giao điểm của D1, D2. Thì lúc này tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình, nên tọa độ M, tọa độ của điểm M là nghiệm của hệ phương trình sau. X cộng 2y trừ 8 mình chuyển qua bằng 8 nha. X trừ 2y bằng 0. Rồi mình tìm được x và y. Một, hai, tám, một, trừ hai, không, bốn, hai. Vậy điểm M rồi là bốn, hai. Tiếp theo cái đường thẳng D đi qua giao điểm M. D qua giao điểm M nha. Nhận vectơ chỉ phương U của đường thẳng ở phía trên là đường thẳng delta có tọa độ 2 trừ 1 làm vectơ tuyến, vectơ pháp tuyến. Nó nhận vectơ U này chính là vectơ tuyến ha. Nên phương trình D qua M có dạng là A nhân x trừ x chia đôi là 2 nhân x trừ x chia đôi chính là trừ 4. Trừ cho cộng cho B, B là trừ 1 thì thành trừ 1 cái này luôn. Nhân y trừ y chia đôi chính là trừ 2. Còn không. 2x trừ y này trừ 8 này thêm cộng 2 nữa là trừ 6. Rồi, vậy chính là D. Vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em một cái đề ôn tập số 1. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các em ở đề số 2 của thầy Phạm Đức Chính nha.